Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Công nghệ chụp X-quang là một phát minh tiên tiến, giúp ích rất nhiều trong việc khám chữa bệnh. Tuy nhiên, những hình ảnh chụp X-quang thực tế từng khiến các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm phải sửng sốt khi phát hiện trong người bệnh nhân đang tồn tại những thứ đáng lý không nên có. Đó có thể là một vật bị bỏ quên sau cuộc đại phẫu, hay những sinh vật đang trú ngụ một cách bất hợp pháp, rất đáng sợ. Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 10 thứ kinh khủng được tìm thấy trong cơ thể con người nhờ máy chụp X-quang nhé! Mười, đẻ ra kim loại. Nuryada, người phụ nữ đến từ Indonesia, đã làm điên đảo giới y thuật trên thế giới. Trong khi bề mặt da người có lớp lòng bảo vệ, thì trên người Nuryada lại mọc ra tua tủa những sợi kim loại dài ngoằng, có cọng dài đến 20cm. Dù có nỗ lực cắt đi bao nhiêu lần, thì chúng vẫn mọc dài trở lại và còn mọc nhiều hơn trước. Đã nhiều lần, Nuryada tìm đến các bác sĩ giỏi nhất trong nước, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Thậm chí khi chụp X-quang, hình ảnh kết quả cho thấy vẫn còn hàng chục sợi kim loại khác nằm trong khoang bụng. Các chuyên gia cũng nghiêm túc dùng vài phương pháp điều trị, thậm chí dùng nam châm để xác định vị trí số kim loại bên trong. Nhưng nó chỉ khiến Nuryada cảm thấy đau đớn nhiều hơn là trị liệu. 9. Muỗng nĩa. Khi đến bệnh viện kiểm tra vì cơn đau bụng dữ dội, Margaret Daman đã khiến các bác sĩ sửng sốt, khẩn trương mở cuộc giải phẫu để lấy ra những thứ trong người cô. Qua phim chụp, các bác sĩ thấy hàng chục chiếc muỗng nĩa đang nằm gọn trong dạ dày của người phụ nữ 52 tuổi. Khi ca phẫu thuật kết thúc, những người tham gia đã lại thêm một phen hoảng hồn vì số lượng muỗng nĩa lên đến 78 chiếc. Đặc biệt là chúng vẫn còn nguyên, chứ không hề sức mẻ gì. Theo các bác sĩ, Margaret đang mắc phải một chứng rối loạn thần kinh, khiến cô thích ăn muỗng nĩa hơn là thức ăn thông thường. Và đây không phải lần đầu cô đến viện để xử lý những món đồ trong bụng. 8. Cây. Trong thế giới thực vật, có rất nhiều loại cây gieo hạt giống theo cơn gió, tìm đến những vùng đất mới để phát triển. Cứ ngỡ chúng phải cần có đất, có nước mới sống được, thế nhưng thực tế không phải vậy. Chúng có thể bám và phát triển trong chính cơ thể con người. Một cô bé 17 tuổi ở New Zealand đã đến gặp bác sĩ để kiểm tra vì lỗ tai liên tục đau nhói. Qua kiểm tra, bác sĩ đã kéo ra được rất nhiều mầm cây từ bên trong tai của cô bé. Kinh hoàng hơn là chúng phát triển rất tươi tốt và có cây dài đến 3cm. Cảnh tượng khiến vị bác sĩ hơn 20 năm kinh nghiệm cảm thấy bàng hoàng vì chưa gặp bao giờ. Ở một trường hợp khác, một hạt bồ công anh dài hơn 2cm đã nảy mầm, choáng hết lỗ tai của một đứa bé 16 tháng tuổi. Phải mất đến 10 phút, các bác sĩ mới lấy được hạt mầm ra khỏi nơi không thuộc về nó. 7. Mũi khoan. Đây là hình chụp X-quang của Ron Hunt, người đàn ông đã may mắn sống sót khi bị chiếc mũi khoan hơn 40cm ghim thẳng vào đầu. Tai nạn xảy ra khi Ron trượt chân khỏi chiếc thang và ngã ấp mặt vào chiếc máy bên dưới. Anh được đưa vào cấp cứu với tình trạng mũi khoan lớn xuyên từ hốc mắt ra sau đầu. Sau nhiều tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã rất thành công rút được dị vật ra khỏi đầu của Hân. Anh đã rất may mắn khi nó chỉ trượt ngang qua khỏi hộp sọ và anh chỉ tổn thương ở một số dây thần kinh, đồng thời mất đi một bên mắt. Nếu lệ vào trong xíu nữa, mạng sống của anh đã không còn. 6. Chiếc nhẫn đính hôn. Tạo màn cầu hôn bất ngờ với chiếc nhẫn được giấu trong đồ ăn, thức uống có lẽ là cách mà nhiều chàng trai đang nghĩ đến. Tuy nhiên, bạn còn chú ý rất nhiều đến sự an toàn khi thực hiện nó đấy. Anh chàng Rick Harris ở Mỹ đã từng có ý định gây bất ngờ với bạn gái theo cách này. Anh ta đã cho chiếc nhẫn cầu hôn vào trong ly đồ uống. Thế nhưng khi đã cạn ly, mọi người vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu. Sau khi đi kiểm tra, phim chụp X-quang đã cho thấy chiếc nhẫn đã vô tình bị nuốt và nằm trong dạ dày của cô gái. Hai ngày sau, chiếc nhẫn đã được lấy ra theo đường tự nhiên. Một pha cầu hôn khá cồng kềnh và ám mùi đấy. Ở một diễn biến khác, trong cơn mê, Jenna Evans đã thấy cô và bạn trai bị người xấu tấn công. Trong hoảng loạn, người bạn trai đã yêu cầu cô nuốt chiếc nhẫn đính hôn bởi không muốn nó bị cướp mất. Và khi tỉnh giấc, Jenna phát hiện cô đã vô thức nuốt luôn chiếc nhẫn thật chứ không phải chỉ trong mơ. Kết quả cô nàng phải đến nhờ bác sĩ lấy ra.
bởi kích thước chiếu nhận quá lớn, không thể chờ theo đường thông thường. Viền này khá giống giấc mơ đang ngồi trong nhà vệ sinh lúc nhỏ của nhiều người, nhưng thực chất là đang nằm trên giường mà giám đài. Bạn đã gặp tình huống này chưa? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! 5. Kéo bác sĩ. Thật không biết vì bác sĩ nào lại lơ đạn đến mức để xảy ra tai nạn y khoa hy hữu này. Năm 1998, ông Mai Văn Nhật ở Bắc Cạn đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật sau tai nạn giao thông. Tưởng chừng mọi thứ đã bình thường trở lại. Thế nhưng một ngày vào 18 năm sau, khi ông Nhật đi khám vì cơn đau bụng, bác sĩ lại báo tin sốc khi một chiếc kéo trong lòng phẫu thuật đó vẫn còn nằm trong ổ bụng của ông. Nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo để lấy dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhân càng sớm càng tốt. Không ai có thể tin được làm sao một chiếc kéo dài đến 15cm có thể tồn tại trong cơ thể. Thậm chí nó đã bị gãy và hoen gỉ, nhưng bệnh nhân vẫn không có cảm giác là nó tồn tại. Sự việc này đã gây xôn xao không chỉ trong nước, mà các phóng viên nước ngoài cũng chưa dẫn câu chuyện đăng trên báo của họ. 4. Đinh. Một ngày tại trường mầm non, giáo viên khi thấy một bé gái có biểu hiện khác thường nên đã đưa em đi bệnh viện. Tại đây, qua kiểm tra, xét nghiệm, những người có mặt đều cảm thấy vô cùng kinh hãi khi trong đầu đứa bé này là có đến chục chiếc đinh đang tồn tại. Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã vào cuộc truy tìm nguyên nhân và mọi thứ đều chỉ vào người đàn ông tên Nguyễn Trung Huyên. Vì không muốn nuôi dưỡng con gái riêng của người tình, người chồng hờ đã không ít lần ra tay tàn bạo với đứa trẻ, chỉ mới 3 tuổi. Sau quá trình điều tra, bản án tử hình đã được phán quyết cho kẻ máu lạnh. Về phần cô bé xấu số, dù đã được các bác sĩ nỗ lực chạy chữa, nhưng bé vẫn không đủ may mắn để vượt qua số phận. 3. Nam châm. Đối với người lớn, những viên nam châm chỉ là một món đồ chơi hay vật trang trí bình thường. Nhưng đối với những đứa trẻ, đó lại là những thứ cực kỳ nguy hiểm. Qua làm chụp X-quang, một người mẹ đã vô cùng hoảng hốt khi đứa con trai mới 26 tháng tuổi đã nuốt đến 14 viên bi đã ghi xét, khiến ruột của bé bị thủng tắc nghiêm trọng. Dù đã cố gắng loại bỏ bằng nhiều phương pháp, nhưng cuối cùng bác sĩ vẫn phải cắt bỏ một đoạn ruột để hồi phục sức khỏe của em. Không chỉ một, mà đã có rất nhiều đứa trẻ tưởng nhầm những viên nam châm là kẹo và không ngần ngại bỏ chúng vào miệng nuốt. Thậm chí là những đứa trẻ 9-10 tuổi cũng không ngoại lệ. Hậu quả của nó luôn khiến trẻ bị tắc ruột, thậm chí là phải cắt bỏ những đoạn ruột viêm. Do đó, những gia đình có con nhỏ nhất định phải chú ý đến món đồ này. 2. Vàng. Giá vàng trong nước và quốc tế luôn có một độ chênh lệch, khiến nhiều kẻ tìm các buôn lậu vàng xuyên quốc gia nhằm trục lợi cho bản thân. Hải quan các nước đã nhiều lần phát hiện những tên buôn vàng khi chúng đi qua cổng an ninh. Nhiều kẻ giấu vào tất, quần áo, hay ma mạnh hơn là giấu trong những bộ tóc giả đội trên đầu, thậm chí là nhét vào trong cơ thể. Một tên buôn vàng từ Zaria đã chấp nhận cơn đau để nhét hơn 1kg vàng vào hậu môn của mình. Tuy nhiên, chính dáng đi gượng gạo bất thường đã khiến hải quan chú ý và bắt giữ hắn. Trong khi đó, thì một tên buôn lậu khác ở Canada lại thành công khi vận chuyển vàng bằng cách này. Hắn đã nhét hơn 18 thỏi vàng trị giá hơn 140.000 đô, tương đương 3,3 tỷ đồng ra khỏi công ty của hắn và kiếm lời từ việc bán lại cho các tiệm vàng. 1. Sáng ăn não. Bạn có thích ăn ốc không? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Mặc dù ốc là món khoái khẩu của nhiều người, thế nhưng vì những con ốc sinh sống ở những ao hồ mang nhiều mối họa cho con người. Một người đàn ông Trung Quốc đã thoát chết khi kịp thời phát hiện một con sáng dây trong não của mình nhờ tấm phim chụp X-quang. Tuy nhiên, theo bác sĩ, con sáng đó đã cư trú trong đầu ông hơn 15 năm nay và có dấu hiệu ăn não, khiến ông trước đó liên tục đau đầu và suy giảm trí nhớ. Không chỉ ốc, những món ăn không đảm bảo an toàn thực phẩm cũng là nền tảng đưa những loại sinh vật ký sinh vào người. Một người đàn ông sống ở Phú Thọ cũng đã trải qua cuộc phẫu thuật can não khi các bác sĩ phát hiện một ổ sáng khổng lồ trong đầu ông ta. Ăn chín uống sôi, lời răn dạy chưa bao giờ sai của người trước để lại. Bạn nghĩ sao về những thứ kinh dị được phát hiện trong cơ thể con người này? Chia sẻ cho mọi người biết suy nghĩ dưới phần bình luận nhé! Like và subscribe kênh để theo dõi thêm nhiều video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!